Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 1 giờ trưa và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Duy Dương. Đi thẳng hướng Nguyễn Duy Dương này, chúng ta sẽ đến giao lộ Nguyễn Trãi, Trần Phú, cũng là Nguyễn Hoàng ngày xưa. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ An Dương Vương với lại Nguyễn Duy Dương. Bên cánh trái của chúng ta, cánh phải của chúng ta đó là ngôi trường cũng rất là lâu ở đây rồi, đó là ngôi trường Lý Phong, trường trung học cơ sở Lý Phong. Và ngày hôm nay thì tất cả học sinh đều đi học trở lại rồi ha. Chúng ta thấy sân trường cũng đóng vui trở lại và có những bóng cây phượng đâu đó vẫn còn. Và phía bên cánh trái của chúng ta đó là khu vực chợ An Đông với lại những dãy phố, dãy nhà vẫn như ngày xưa, vẫn mang hình ảnh của ngày xưa, một bê tông màu, những kiến trúc của những dãy chung cư này. Và trong khu chợ An Đông này cũng có rất nhiều anh chị ở trong ở đây, và ngày nay dù ở một đất nước xa xôi nhưng chị cũng vẫn muốn nhìn lại hình ảnh của ngôi chợ. Sẵn đây thì em cũng chia sẻ vài hình ảnh ở đây rồi. Tiện đường chúng ta sẽ đi dọc theo con đường Nguyễn Duy Dương theo hướng ngược lại và để mình đến một cái con đường, đó là con đường Nhật Tảo đó. Và chợ An Đông ngày nay đang được làm lại, sơn lại bề mặt đó. Rồi chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại ha. Hướng ngược lại mình sẽ đi về quận 10. Và khu chợ An Đông này có hai khu, một khu bên kia là chợ thực phẩm đó, chợ thực phẩm giao qua giao lộ Hùng Vương này. Phía bên cánh phải đó là khu chợ An Đông và khu thực phẩm. Sẵn đây để chia sẻ anh chị tiện hình dung được cái khu vực chúng ta bắt đầu để mình có thể hồi tưởng lại một số ký ức về ngày xưa, khi chúng ta cũng có đôi ba lần đi ở con đường Nguyễn Duy Dương này đi đến chợ An Đông. Và thẳng Nguyễn Duy Dương này chúng ta sẽ đến giao lộ Trần Hoàng Quân. Giao lộ Trần Hoàng Quân cũng là Nguyễn Chí Thanh ngày nay. Và con đường Nguyễn Duy Dương này ngày nay rất là mát, bởi vì có những cái cây me nè, bóng me nè. Xíu nữa tiện thể chúng ta sẽ nhìn lại căn nhà số 499 đường Nhật Tảo, thể theo lời yêu cầu của anh chị Sang Lê, muốn nhìn lại khu chợ Nhật Tảo. Ở đường Nhật Tảo thì nổi tiếng có khu chợ Nhật Tảo, chợ điện tử, chợ rất là lớn, bán đầy đủ các linh kiện điện tử, vi tính, đủ thứ hết ha. Đây là giao lộ Nguyễn Dương với lại Nguyễn Chí Thanh. Bên cánh trái thì cũng vẫn còn những ngôi nhà của ngày xưa, đầy đủ sắc màu xanh đỏ vàng tím, màu đỏ đỏ của mái tôn đã lâu ngày bị rỉ sét. Phía bên cánh phải của chúng ta đó là trường Trí Tri, nhưng mà nay thì không còn nữa rồi, trường gỡ biển hiệu rồi, ở trong thì đóng cửa. Chúng ta đi tới tí nữa sẽ có giao lộ Nhật Tảo nha. Sáng hôm nay, trưa nay em có việc đi chợ Nhật Tảo để mua vài món, thì sẵn đây nhớ đến comment của anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo quanh Sài Gòn buổi trưa để mình nhìn ngắm hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Ngày đây là giao lộ Nguyễn Duy Dương với lại Ngô Gia Tự, rồi bên kia là Hòa Hảo, ngay con đường Hòa Hảo, ngay đây có bệnh viện Hòa Hảo nè. Và thẳng theo hướng này đó là Ngô Gia Tự đi đến ngã 6 nè. Rồi thẳng theo hướng này đó là Ngô Gia Tự đi đến ngã 7 Lý Thái Tổ. Ta chờ đèn đỏ chút xíu nha.
Sài Gòn không có nắng lắm, chỉ dịu mát, trời thì hơi có mây, chắc có lẽ chiều nữa sẽ mưa nè. Và hôm nay chúng ta rất là vui khi mà được gặp nhau trên những cái con đường như thế này. Em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Long TV để mỗi ngày chúng ta có được một địa chỉ mới để mình đi đến đó để tham quan cũng như khám phá thêm một khu mới nữa xem ở đó có gì ha. Và ngôi nhà xưa của anh chị ngày nay không biết nó ra làm sao, không biết nó là cơ quan gì hay sao. Hình như đa phần những ngôi nhà xưa mà anh chị comment mà ngày nay những địa chỉ đó là thuộc cơ quan gì đó của nhà nước. Theo đa phần trong kênh này ha, còn trong kênh khác thì không biết như thế nào. Đây là giao lộ Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn quẹo phải thì mình sẽ đi Lê Hồng Phong, về Trích Ký ngày xưa. Và ở đây có một ngôi chợ, đó là chợ Nhật Tảo. Chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái vô chợ. Và không biết chợ buổi trưa có vắng không, có dễ chạy xe vô không. Đó, phía bên cánh trái chúng ta đó là khu chợ Nhật Tảo nè, ở mặt đường Nguyễn Duy Dương với lại Nguyễn Chi Phương. Chúng ta sẽ đi vô chợ. Chợ trưa người ta dẹp hết rồi. Nếu mà anh chị có hay xem YouTube là sẽ biết ngôi chợ này nè. Tại vì anh thấy anh Tuấn Dương anh hay quay phim ở ngôi chợ này nhiều lắm. Tại vì em thì không ở gần đây, thành ra rất là ít khi đi chợ này. Chợ này cũng rất là dễ đi, chỉ thẳng một con đường, thẳng một con đường từ Nguyễn Duy Dương cho đến Nguyễn Tri Phương ha. Có một cái dãy lồng chợ nằm ở giữa đường, hai bên là hai lối đi. Bên phải là số 100 Nhật Tảo, số 499 chắc là ở trên kia rồi. Khu chợ, linh kiện điện tử. Chúng ta ra đây đó là giao lộ Nguyễn Tri Phương với lại Nhật Tảo. Rồi chúng ta tiếp tục qua bên kia đường ha, để anh chị đi về ngôi nhà của chúng ta. Thường người ta nói nhà là nơi để trở về mà, dù có đi xa đi đâu chăng nữa thì nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên luôn là ký ức đẹp, cho dù nó có khổ cực, cho dù nó có sung sướng thì vẫn là ký ức. Và số 499 sẽ nằm bên tay trái, vì bên phải là số chẵn, bên trái là số lẻ. Không biết ngày nay thì có số cũ số mới hay không ở con đường này, nhưng mà hy vọng là số 499 ngày nay thì nó vẫn là số cũ ha. Mình tới số 209 rồi. Phía trước anh chị và các bạn đó là giao lộ Nguyễn Tiểu La với lại Nhật Tảo. Nơi đây có một quán cà phê. Đối với con đường Nhật Tảo này hầu như là
Khi nói đến Nhật Tảo thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khu chợ điện tử, bán rất là nhiều đồ điện tử. Với lại một ngôi chợ đó là chợ Nhật Tảo, bán đồ ăn. Đầu đường và cuối đường đều có một ngôi chợ ha. Đoạn này bán rất là nhiều quần áo nè, quần jean, rồi quần kaki, rồi jean nịt, hai bên luôn. Mình tới số 297 Nhật Tảo rồi. Cũng rất là may là trời hôm nay không có nắng lắm, độ sáng vừa phải nên thật ra anh chị xem cũng hơi rõ, mặc dù camera nó không xịn cho lắm. Mình vừa qua đó là giao lộ Ngô Quyền đó, và số 320 mấy Nhật Tảo rồi nè. Lên tí nữa 499, hy vọng là địa chỉ cũ vẫn còn. Có lẽ những con đường ở quận 10 này vẫn đa phần vẫn giữ nguyên cái tên đường, ví dụ như Bà Hạt, Hòa Hảo, rồi Nhật Tảo, những con đường rất là bình dân, những con đường bình thường, những cái tên dân giả thì chắc lẽ không bị đổi tên. Và chúng ta đang ở đây là giao lộ Nhật Tảo với lại Nguyễn Lâm. Bên đây là hướng con đường Nguyễn Lâm. Bên phải thì đường Nguyễn Lâm đi về chợ Nguyễn Tri Phương đó, khu chợ Nguyễn Tri Phương. Rồi mình tiếp tục đi một đoạn nữa để xem số 499 ngày hôm nay nó ra làm sao. Hồi hộp quá. Đây là 457. Khu này bán rất là nhiều quần áo nha. Khu 457 thì là lớn luôn á. À, 459. Ủa, đi một đoạn quá trời căng luôn mà chỉ có mới tới 459 à. 469. 475. Rồi phía trước chúng ta đó là giao lộ Nguyễn Kim. Nguyễn Kim với lại Nhật Tảo thì ở đây có ngày xưa thì có chung cư Nguyễn Kim. Phía sau thì đó là chợ khu chợ Nhật Tảo mới sau này. Chúng ta đi tới một tí nha. Qua đây thì bán rất là nhiều đồ linh kiện điện tử nè, loa, tivi, tai nghe hay bộ đàm hay là adapter hay là đèn, bộ karaoke đồ rất là nhiều luôn. Mình tới đây 495. 499 là ngày nay bán rất là nhiều cái tripod đó. Cặp bên hông nhà thì có một cái hẻm đó. Rồi chúng ta sẽ nhìn lại căn nhà. Nhà ngày nay thì không có lầu ha. Rồi chúng ta đi lên tí nữa thì có giao lộ Lý Thường Kiệt. Rồi mình sẽ đi vô cái hẻm này ha. 499 kế bên thì có nhà cho thuê cũng rất là cao luôn. Ngôi nhà với rất nhiều cửa sổ xanh xanh đó. Thẳng cái hẻm này sẽ ra đường Tân Phước nè. Trưa nay mời anh chị và bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ha. Biết đâu trong những hình ảnh này đã có những cái kỷ niệm của cô chú anh chị khác. Vô tình chúng ta bắt gặp được những hình ảnh của ngày xưa và nhìn thấy được một số người quen ở trong
trong video clip này. Phía trước đó là chung cư trung tâm điện máy Nhật Bảo. Ngày xưa thì người ta bán ở dọc ở ngoài đường, rồi sau này thì nhà nước xây lên những cái trung tâm thế này để những tiểu thương vô đây bán nè, thương xá Nhật Bảo nè, rất là cao luôn. Những cái linh kiện, những cái cửa hàng này sẽ được di dời vào bên trong, bán nó rộng rãi hơn, nó mỹ quan hơn. Nhưng mà có lẽ người ta bán ở đây quen rồi, đi vô nó bán chắc sẽ khó. Vòng cho qua đây, cặp bên hông nhà 499 bên cánh phải nè, ở đây bán rất là nhiều adapter. Phía bên kia cũng có một khu chung cư, ngày nay thì thành bãi đất trống rồi. Ở đây bán rất là nhiều remote, remote máy lạnh, remote tivi, remote đầu đĩa. Ở đây là đường lên trên đây là đường Lý Thường Kiệt đó. Thẳng lên kia tiếp tục một đoạn Nhật Tảo nữa ha. Để anh chị và các bạn chúng ta cùng đi cho hết đoạn đường này, hết con đường Nhật Tảo để hình dung được trọn vẹn hình ảnh của con đường Nhật Tảo ngày hôm nay nó như thế nào. Khi mà đi đến đây thì mà nghe rất là nhiều âm thanh của cửa hàng bán loa, bán tivi, bán đồ đĩa, những thể loại nhạc đi vào lòng người, những loại nhạc vàng, nhạc lính, nhạc xưa. Đoạn này thì bán loa rất là nhiều luôn ha. Ngày xưa ở đây có một cái quán cũng rất là nổi tiếng, quán là như quán mà không biết ngày nay còn hay không, quán ông bảy đực, như quán bảy đực chuyên món nướng. Như qua bên đây nè, không biết ngày nay còn bán hay không nữa. Như nhà cửa vàng vàng này thì phải, bán đồng lắm, bán buổi chiều thôi. Ngày mà này chắc nghỉ rồi, lâu lắm rồi không có vô đây. Như đường này là đường cùng luôn rồi. Rồi nó quay trở ra nha, coi như hành trình con đường Nhật Tảo để đi đến nhà số 499 ngày hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Chúc mừng ta đó là giao lộ Lý Nam Đế với lại Nhật Tảo nè, sẽ quẹo phải Lý Nam Đế ha. Ở đây bán rất là nhiều đồ lặt son, đồ chợ trời, đủ thứ hết trơn, cái gì cũng có hết, tường vàng hạ cám. Chợ này đi chợ này cũng rất là vui, đủ thứ đồ hết, mà mua thì giá lại rẻ nữa. Nếu mà mình biết mua thì chỉ về sửa chữa vài thứ là coi như là xài coi như đồ mới luôn á, nhưng mà nếu mình không biết thì coi như bỏ tiền qua ngủ. Chung cư mới xây sao nè. Một số hình ảnh ở quận 10 gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha. Hy vọng trong video clip này cũng sẽ gửi chút thương, chút nhớ của Sài Gòn đến với anh chị và các bạn. Vì lý do gì đó mà chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay thông qua video clip cũng sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.